chấn động tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 bất ngờ đón tài lộc, trúng lớn liên tiếp, đổi vận đổi đời, giàu nhanh như vũ bão nhờ tránh được ba đại kỵ này trong 4 tháng cuối năm 2024. Xin kính chào quý vị cô bác và anh chị đang theo dõi kênh Minh Đường Tử Vi. Kính chúc quý cô bác luôn mạnh khỏe, gặp nhiều may mắn và thành công trong cuộc sống. Quý vị thân mến, xem tử vi cuối năm 2024 cho bản mệnh tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964. Trong năm nay là năm đại hạn cuối cùng theo tử vi trọn đời, năm mà Giáp Thìn trực thái tuế, chịu hạn tam tai và với nhiều biến động của thiên tượng. Có thể thấy rằng con giáp này đã đủ vất vả, đã đủ ngấm những nhọc nhằn, lo toan, nhưng 4 tháng cuối năm sẽ là bước ngoặt lớn cho bản mệnh. Đây là giai đoạn vô cùng quan trọng, khi cơ hội lớn về tài lộc, sự nghiệp có thể đến, nhưng cũng tiềm ẩn những thách thức không nhỏ. Làm thế nào để tận dụng vận may và tránh những rủi ro, đó chính là điều mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu trong video ngày hôm nay. Trong những tháng cuối năm 2024, người tuổi Giáp Thìn sẽ chứng kiến những thay đổi tích cực trong sự nghiệp và tài chính. Đây là lúc mà các cơ hội mới liên tục mở ra, mang lại nhiều điều hứa hẹn cho sự phát triển và thăng tiến. Tuy nhiên, không chỉ có những may mắn, bạn cũng cần đối mặt với những thách thức, đặc biệt là về sức khỏe và gia đình. Sự nghiệp có thể khởi sắc, nhưng nếu không có sự cẩn trọng và tỉnh táo, bản mệnh dễ mắc phải những sai lầm không đáng có. Chúng ta sẽ đi sâu vào từng khía cạnh quan trọng như tài lộc, sức khỏe, tình duyên và gia đạo để giúp bản mệnh nắm bắt được những cơ hội lớn, đồng thời hóa giải các vận hạn có thể xảy ra. Đây là thời điểm bản mệnh có thể vươn lên mạnh mẽ, không chỉ để kết thúc năm 2024 một cách rực rỡ, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho tương lai. Xin mời quý vị cùng chú ý theo dõi. Chấn động tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 bất ngờ đón tài lộc trúng lớn liên tiếp, đổi vận đổi đời, giàu nhanh như vũ bão nhờ tránh được ba đại kỵ này trong 4 tháng cuối năm 2024. Thưa quý vị, trong 4 tháng cuối năm 2024, người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 sẽ trải qua những thay đổi quan trọng trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là sự nghiệp, tài lộc, gia đạo và sức khỏe. Đây là thời điểm mà bản mệnh có cơ hội vươn lên mạnh mẽ nếu biết cách tận dụng thời cơ. Tuy nhiên, vận trình cũng sẽ mang đến không ít thách thức đòi hỏi bạn phải cân nhắc cẩn thận trong mọi quyết định, đặc biệt trong các tháng 9 và 10. Tháng 9 âm lịch sự nghiệp khởi sắc, cơ hội mới xuất hiện nhưng cần cẩn trọng trong các quyết định quan trọng. Tháng 9 âm lịch là thời điểm mà sự nghiệp của bản mệnh bắt đầu có dấu hiệu khởi sắc rõ rệt, những cơ hội mới trong công việc sẽ xuất hiện, mang lại cho bạn nhiều lựa chọn để phát triển sự nghiệp. Đây có thể là cơ hội thăng tiến, thay đổi môi trường làm việc hoặc bắt đầu những dự án mới nếu bạn đang kinh doanh. Tháng 9 hứa hẹn sẽ là thời điểm mang lại nhiều khách hàng hoặc đối tác tiềm năng. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của những cơ hội mới, bản mệnh cần thận trọng trong các quyết định quan trọng. Tháng 9 là tháng mang đến nhiều tiềm năng, nhưng cũng chứa đựng không ít rủi ro nếu bạn đưa ra quyết định quá vội vàng. Điều cần thiết ở đây là phải xem xét kỹ lưỡng từng bước đi, không nên hấp tấp thay đổi công việc hay đầu tư vào những lĩnh vực chưa quen thuộc. Những quyết định liên quan đến việc mở rộng quy mô kinh doanh hoặc thay đổi hướng phát triển nên được thực hiện một cách thận trọng và có kế hoạch cụ thể. Ngoài ra, trong công việc, bản mệnh cần giữ sự tập trung cao độ. Đôi khi những cơ hội mới có thể gây sao nhãng và khiến bạn không hoàn thành tốt các công việc hiện tại. Hãy tập trung vào những nhiệm vụ đã đặt ra, đồng thời giữ tỉnh táo để xử lý những cơ hội mới sao cho hiệu quả. Tháng 10 âm lịch tài lộc tăng trưởng mạnh mẽ, nhưng cần kiểm soát chi tiêu và tránh đầu tư quá mạo hiểm. Tháng 10 âm lịch mang lại vận trình tài lộc thăng hoa cho tuổi Giáp Thìn. Những nỗ lực của bạn trong công việc và đầu tư trước đây sẽ bắt đầu mang lại thành quả rõ rệt. Đây là thời điểm mà bản mệnh có thể nhận được những khoản thu nhập ngoài dự kiến hoặc các khoản lợi nhuận từ các dự án đầu tư, kinh doanh trước đó sẽ trở về, tạo nền tảng tài chính ổn định cho bạn. Tuy nhiên, với tài lộc dồi dào, điều mà bản mệnh cần đặc biệt chú ý là việc quản lý chi tiêu. Sự giàu có và may mắn về tài chính đôi khi dễ khiến bạn rơi vào trạng thái chi tiêu thiếu kiểm soát. Tháng 10 là thời điểm rất tốt để tích lũy và lên kế hoạch tài chính dài hạn. Bản mệnh không nên chi tiêu hoang phí vào những thứ không thực sự cần thiết hoặc để cảm xúc chi phối các quyết định tài chính của mình. Một điểm quan trọng khác cần lưu ý trong tháng này là tránh các khoản đầu tư quá mạo hiểm. Dù tài lộc đang có dấu hiệu khởi sắc, nhưng việc tham gia vào các dự án đầu tư rủi ro có thể mang lại nhiều hệ lụy không mong muốn.
Những khoản đầu tư thiếu cơ sở rõ ràng, đặc biệt là các dự án ngắn hạn với hứa hẹn lợi nhuận cao, đều tiềm ẩn rủi ro. Lời khuyên dành cho bản mệnh trong tháng này là chỉ nên đầu tư vào những dự án đã được tìm hiểu kỹ lưỡng và có tính ổn định cao. Ngoài ra, tháng 10 cũng là thời điểm thích hợp để bản mệnh cân nhắc các khoản đầu tư và sức khỏe hoặc cải thiện chất lượng cuộc sống gia đình. Việc đầu tư vào các khóa học phát triển bản thân hoặc các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sẽ mang lại lợi ích lâu dài và bền vững. Tháng 11 âm lịch, gia đình và các mối quan hệ cá nhân phát triển, tình cảm gia đạo ấm áp và gắn kết. Tháng 11 âm lịch sẽ là thời điểm tỏa sáng về mặt tình cảm và gia đạo đối với người tuổi Giáp Thìn, các mối quan hệ trong gia đình, đặc biệt là tình cảm vợ chồng, con cái sẽ có sự gắn kết và hòa thuận hơn bao giờ hết. Nếu trong những tháng trước đó, bản mệnh có thể đã phải đối mặt với những mâu thuẫn hoặc căng thẳng trong gia đình, thì tháng 11 là lúc để mọi thứ trở lại bình yên và ấm áp. Đây cũng là thời điểm thích hợp để tổ chức các buổi sum họp gia đình, cùng nhau tạo dựng những kỷ niệm đẹp và hàn gắn những mối quan hệ đã bị rạn nứt. Tình cảm gia đình sẽ là nguồn động lực lớn giúp bản mệnh vượt qua những khó khăn trong công việc và cuộc sống. Việc duy trì sự quan tâm và chia sẻ với người thân sẽ giúp cải thiện không chỉ tinh thần mà còn mang lại sự hài hòa, thịnh vượng cho cả gia đình. Ngoài ra, các mối quan hệ xã hội cũng có xu hướng phát triển tốt đẹp trong tháng này. Những người bạn lâu năm hoặc đồng nghiệp có thể mang đến những cơ hội mới hoặc hỗ trợ trong công việc. Bản mệnh nên duy trì tinh thần cởi mở, giao lưu nhiều hơn để tạo dựng mối quan hệ vững chắc, đồng thời mở rộng mạng lưới xã hội, đặc biệt là với những người có cùng chí hướng. Tháng 12 âm lịch, kết thúc năm với nhiều thành quả nhưng cần chú ý sức khỏe và bảo vệ tài sản. Tháng 12 âm lịch là thời điểm bản mệnh nhìn lại một năm đầy thăng trầm nhưng cũng không kém phần thành công. Những nỗ lực trong sự nghiệp, tài chính và gia đạo suốt năm qua sẽ bắt đầu mang lại thành quả rõ ràng. Đây là tháng mà bạn có thể thu hoạch được những gì mình đã gieo trồng trong suốt năm, tạo nên một cái kết viên mãn cho năm 2024. Tuy nhiên, đi kèm với những thành tựu, bản mệnh cần đặc biệt chú ý đến sức khỏe. Sau một năm làm việc không ngừng nghỉ, cơ thể và tinh thần của bạn có thể đang chịu đựng nhiều áp lực. Nếu không dành thời gian nghỉ ngơi và chăm sóc bản thân, những vấn đề về sức khỏe có thể xuất hiện, đặc biệt là các vấn đề về tim mạch, hệ tiêu hóa hoặc căng thẳng tinh thần. Ngoài ra, tháng 12 cũng là tháng cuối cùng của năm, thời điểm mà tài lộc có thể dễ dàng bị tiêu hao nếu không biết cách bảo vệ tài sản. Đây là lúc bản mệnh cần kiểm soát lại các khoản chi tiêu, tránh những quyết định tài chính thiếu cân nhắc vào dịp cuối năm. Việc giữ gìn tài sản và tránh các khoản chi tiêu không cần thiết sẽ giúp bạn bảo vệ được thành quả của cả một năm. Tháng 12 cũng là thời điểm tốt để bản mệnh lên kế hoạch cho năm mới. Hãy dành thời gian để nhìn lại những gì đã đạt được, học hỏi từ những sai lầm và chuẩn bị cho những mục tiêu mới trong năm 2025. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng và kế hoạch dài hạn sẽ giúp bản mệnh bắt đầu một năm mới với đầy đủ động lực và năng lượng tích cực. Yểu kết nhỏ. 4 tháng cuối năm 2024 là giai đoạn mà người tuổi Giáp Thìn có thể đón nhận nhiều cơ hội và thành tựu lớn. Tuy nhiên, để đảm bảo vận trình luôn ổn định, bản mệnh cần có sự thận trọng trong các quyết định sự nghiệp, quản lý tài chính cẩn thận và đặc biệt chú ý đến sức khỏe của mình. Gia đình và tình cảm cũng là yếu tố quan trọng giúp bản mệnh giữ vững tinh thần, tạo nên một năm đầy đủ và viên mãn. Tử vi chi tiết từng phương diện trong cuộc sống của Giáp Thìn sinh năm 1964 trong 4 tháng cuối năm 2024, vận trình của tuổi Giáp Thìn 1964 sẽ trải qua nhiều thay đổi tích cực ở các phương diện sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và tình duyên, gia đạo. Đây là thời điểm mà bản mệnh có thể đạt được nhiều thành công nếu biết tận dụng cơ hội và có sự chuẩn bị tốt. Chúng ta sẽ cùng đi sâu vào phân tích chi tiết từng phương diện để hiểu rõ hơn về những gì tuổi Giáp Thìn có thể đón nhận trong những tháng tới. Về phương diện sự nghiệp, trong suốt 4 tháng cuối năm, đặc biệt là vào tháng 9 và tháng 10 âm lịch, vận trình sự nghiệp của người tuổi Giáp Thìn sẽ có những bước tiến lớn. Tháng 9 là tháng khởi đầu cho những cơ hội mới trong công việc, giúp bản mệnh thể hiện được khả năng lãnh đạo, sáng tạo và tầm nhìn xa. Đây là thời điểm thích hợp để Giáp Thìn tìm kiếm cơ hội thăng tiến, mở rộng quy mô công việc hoặc tham gia vào những dự án mới mẻ. Tuy nhiên, sự nghiệp không chỉ dừng lại ở cơ hội, mà còn đòi hỏi bản mệnh phải có kế hoạch cẩn thận và tỉnh táo trong mọi quyết định. Những cơ hội lớn đến nhưng không phải lúc nào cũng thuận lợi, nếu bạn quá vội vàng hoặc chủ quan. Bản mệnh cần duy trì sự tập trung,
kiên nhẫn và không nên liều lĩnh trong việc thay đổi công việc hay mở rộng kinh doanh mà chưa có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. Các kế hoạch mở rộng quy mô, thay đổi môi trường làm việc hay tìm kiếm đối tác mới cần được tính toán kỹ lưỡng để tránh những rủi ro không đáng có. Tháng 10 là thời điểm tiếp tục phát triển sự nghiệp, nhưng đi kèm với đó là yêu cầu bản mệnh phải giữ vững sự tỉnh táo và tính toán cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Nếu bạn đang kinh doanh hoặc quản lý, đây là tháng thuận lợi để xây dựng nền tảng vững chắc cho công ty, doanh nghiệp của mình. Hãy giữ tâm trí sáng suốt, không để bị cuốn vàng những cơ hội nhất thời mà bỏ qua các yếu tố dài hạn. Lời khuyên cho bạn là nên duy trì kế hoạch lâu dài, đảm bảo rằng mọi quyết định đều dựa trên sự phân tích kỹ lưỡng, tránh những rủi ro không cần thiết. Về phương diện tài lộc của Giáp Thìn sinh năm 1964 trong 4 tháng cuối năm 2024, phương diện tài lộc của tuổi Giáp Thìn cũng có nhiều điểm sáng trong những tháng cuối năm 2024, đặc biệt là vào tháng 10 và tháng 12. Tháng 10 đánh dấu thời kỳ thịnh vượng về mặt tài chính, khi các khoản thu nhập từ công việc chính và các dự án phụ kinh doanh bắt đầu mang lại lợi nhuận rõ rệt. Đây là lúc bản mệnh có thể tận hưởng thành quả từ những nỗ lực của mình trong suốt thời gian qua. Ngoài ra, tháng 10 cũng là thời điểm tài lộc tiếp tục gia tăng, đặc biệt là từ những dự án đầu tư dài hạn hoặc các khoản kinh doanh có tính ổn định. Những khoản thu nhập phụ từ các dự án nhỏ cũng có thể mang lại một nguồn tài chính dồi dào, giúp bản mệnh củng cố tình hình tài chính của mình trước khi bước sang năm mới. Tuy nhiên, cùng với sự thăng hoa về tài lộc, bản mệnh cần chú ý đến việc quản lý tài chính, đừng để sự giàu có làm bạn dễ dàng chi tiêu hoang phí và những thứ không cần thiết. Việc lập kế hoạch chi tiêu và quản lý tài sản là điều cực kỳ quan trọng trong thời gian này. Tránh việc chi tiêu vượt mức hoặc rơi vào tình trạng tiêu tiền vào những khoản đầu tư không rõ ràng, rủi ro cao. Lời khuyên cho bản mệnh là chỉ nên đầu tư vào những dự án có tính ổn định và đã được kiểm chứng. Tránh các khoản đầu tư mạo hiểm hoặc không có cơ sở pháp lý rõ ràng, điều này sẽ giúp bạn bảo vệ tài sản và đảm bảo nguồn tài chính lâu dài. Xem tử vi sức khỏe trong 4 tháng cuối năm 2024. Về sức khỏe, người tuổi Giáp Thìn cần phải đặc biệt chú ý trong 2 tháng là tháng 9 và tháng 11 âm lịch. Áp lực công việc và cuộc sống có thể gây ra những vấn đề về tinh thần và thể chất, đặc biệt là những người đang trong giai đoạn phải đối mặt với nhiều thử thách trong sự nghiệp. Tháng 9 có thể mang lại những căng thẳng do khối lượng công việc gia tăng, khiến bạn dễ cảm thấy mệt mỏi và suy nhược nếu không biết cách điều chỉnh. Việc tập trung quá nhiều vào công việc có thể khiến bản mệnh bỏ qua nhu cầu chăm sóc sức khỏe cá nhân. Đây là thời điểm bạn cần đặc biệt chú ý đến việc nghỉ ngơi và tái tạo năng lượng, đừng để công việc làm ảnh hưởng quá nhiều đến cuộc sống cá nhân và sức khỏe tinh thần của bạn. Đến tháng 11, sức khỏe của bản mệnh có thể gặp một số vấn đề liên quan đến hệ tiêu hóa, hô hấp hoặc các bệnh liên quan đến căng thẳng tinh thần. Căng thẳng kéo dài có thể gây ra những ảnh hưởng không tốt cho cả thể chất lẫn tinh thần của bản mệnh. Lời khuyên cho bạn là nên giữ một lối sống lành mạnh, duy trì chế độ ăn uống điều độ, tập luyện thể dục thường xuyên và nghỉ ngơi đầy đủ. Hãy chú trọng đến việc chăm sóc sức khỏe tinh thần, có thể tham gia các hoạt động thư giãn như thiền, yoga để giúp tinh thần thoải mái hơn. Về phương diện tình duyên và gia đạo, tình duyên và gia đạo của bản mệnh là một điểm sáng nổi bật trong vận trình 4 tháng cuối năm 2024. Đặc biệt là trong tháng 11, gia đình và các mối quan hệ cá nhân sẽ trở nên gắn kết và ấm áp hơn bao giờ hết. Tháng này là thời điểm rất thích hợp để bản mệnh dành nhiều thời gian cho gia đình, hâm nóng tình cảm vợ chồng và tạo dựng sự hòa thuận trong gia đình. Nếu trong thời gian trước, bạn đã gặp phải những căng thẳng hoặc mâu thuẫn trong gia đình, tháng 11 sẽ mang lại cơ hội để bạn hàn gắn và giải quyết mọi xung đột. Các buổi sum họp gia đình hoặc những cuộc gặp gỡ thân mật sẽ giúp cải thiện mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình, mang lại không khí hòa thuận và hạnh phúc. Ngoài ra, những người đang độc thân có thể gặp được cơ hội tốt để xây dựng mối quan hệ mới trong giai đoạn này. Hãy mở lòng và tạo cơ hội cho những mối quan hệ tình cảm phát triển. Tháng 11 là thời điểm thuận lợi để bản mệnh đón nhận tình yêu và sự gắn kết trong các mối quan hệ cá nhân. Lời khuyên cho bản mệnh trong những tháng cuối năm này là hãy dành nhiều thời hơi cho gia đình và người thân. Đôi khi sự thành công trong sự nghiệp không chỉ nằm ở việc đạt được những thành tựu lớn lao, mà còn là sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống gia đình. Việc quan tâm và chia sẻ với những người thân yêu sẽ mang lại niềm vui và sự an yên trong tâm hồn, giúp bạn duy trì được tinh thần lạc quan và hạnh phúc.
Trong 4 tháng cuối năm 2024, tuổi Giáp Thìn sẽ chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ ở nhiều phương diện, từ sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe đến tình cảm và gia đạo. Đây là thời điểm mà bản mệnh có thể gặt hái được nhiều thành công nếu biết tận dụng cơ hội, đồng thời chú ý đến sức khỏe và tình cảm gia đình để giữ vững sự cân bằng trong cuộc sống. Cách hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc cho cô bác tuổi Giáp Thìn 4 tháng cuối năm. Trong những tháng cuối năm 2024, người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 có thể gặp phải một số thách thức và vận hạn, đặc biệt là vào các tháng 9 và 10. Tuy nhiên, với sự hiểu biết về phong thủy và cách thức hóa giải, bản mệnh có thể vượt qua những khó khăn, đồng thời kích hoạt tài lộc để mang lại may mắn và thành công. Dưới đây là các gợi ý về việc sử dụng vật phẩm phong thủy, thực hiện các nghi lễ đơn giản và tích đức để bảo vệ vận mệnh và thu hút tài lộc. Đầu tiên, cô bác có thể sử dụng vật phẩm phong thủy để kích hoạt tài lộc và bảo vệ vận mệnh. Phong thủy là một cụ hữu hiệu giúp người tuổi Giáp Thìn kích hoạt năng lượng tích cực, thu hút tài lộc và hóa giải vận hạn. Việc chọn lựa các vật phẩm phong thủy phù hợp với mệnh sẽ mang lại những tác động tích cực, giúp bản mệnh cải thiện tình hình tài chính và tạo ra sự ổn định trong cuộc sống. 1. Thạch anh vàng. Đá thạch anh vàng là loại đá quý mang trong mình năng lượng mạnh mẽ, có tác dụng thu hút tài lộc, thịnh vượng và bảo vệ sức khỏe. Thạch anh vàng không chỉ mang lại may mắn về mặt tài chính mà còn giúp ổn định tinh thần, giảm bớt căng thẳng và lo âu trong công việc. Bản mệnh nên đặt thạch anh vàng ở góc tài lộc trong nhà hoặc trên bàn làm việc để kích hoạt năng lượng tài lộc, đồng thời bảo vệ vận khí. Ngoài việc đặt đá thạch anh, bản mệnh có thể đeo trang sức từ thạch anh vàng như vòng tay hoặc dây chuyền để mang lại năng lượng tích cực suốt cả ngày. 2. Tỳ hưu. Tỳ hưu được xem là linh vật phong thủy chuyên thu hút tài lộc và bảo vệ tài sản. Đặc biệt, tỳ hưu còn có khả năng hóa giải vận hạn và mang lại sự bình an đối với người tuổi Giáp Thìn. Tỳ hưu bằng ngọc đá quý hoặc đồng sẽ là lựa chọn lý tưởng. Đặt tỳ hưu trong nhà, gian phòng hoặc mang theo bên mình sẽ giúp bảo vệ bản mệnh khỏi những vận hạn không mong muốn, đồng thời giúp thu hút tài lộc. Khi sử dụng tỳ hưu cần chú ý chọn tỳ hưu có miệng mở nhưng không có hậu môn, tượng trưng cho việc thu hút tài lộc nhưng không bị thất thoát. 3. Dòng đá mã não. Dòng đá mã não là vật phẩm phong thủy có tác dụng bảo vệ sức khỏe và tinh thần của bản mệnh. Đá mã não giúp bản mệnh giải tỏa căng thẳng, xua tan năng lượng tiêu cực và thu hút may mắn. Đeo vòng tay mã não không chỉ là cách để bảo vệ sức khỏe mà còn là biểu tượng của sự bình an và thịnh vượng. Dòng đá mã não có thể được sử dụng hàng ngày như một phụ kiện trang sức phong thủy, giúp bản mệnh duy trì sự bình yên và cân bằng trong cuộc sống. Thứ hai, cô bác hãy sử dụng phương pháp như thắp hương, xông nhà và lễ cúng hóa giải vận hạn. Bên cạnh việc sử dụng các vật phẩm phong thủy, việc thực hiện các nghi lễ tâm linh cũng đóng vai trò quan trọng trong việc hóa giải vận hạn, đặc biệt trong các tháng 9 và tháng 10. Khi vận trình có thể gặp nhiều thách thức, các nghi lễ như thắp hương, xông nhà hay làm lễ cúng có thể giúp bản mệnh xua tan đi những điều xui rủi và mang lại sự bình an. 1. Thắp hương và cầu nguyện. Thắp hương gia tiên là một trong những nghi lễ quan trọng để bày tỏ lòng thành kính và xin sự bảo hộ từ tổ tiên. Bản mệnh nên thắp hương vào những ngày mùng 1 và rằm hàng tháng hoặc vào các dịp lễ quan trọng. Khi thắp hương hãy giữ tâm trạng bình an, cầu mong sức khỏe, tài lộc và bình an cho bản thân và gia đình. Ngoài việc thắp hương gia tiên, bản mệnh có thể đến đền, chùa để thắp hương cầu bình an và may mắn. Những nơi linh thiêng này sẽ mang lại sự tĩnh lặng và giúp bạn giải tỏa căng thẳng. 2. Xông nhà. Xông nhà là cách đơn giản nhưng hiệu quả để loại bỏ năng lượng tiêu cực và kích hoạt năng lượng tích cực trong không gian sống. Bản mệnh có thể xông nhà bằng cách sử dụng các loại thảo mộc như lá xả, bồ kết, hương trầm hoặc quế. Việc này giúp thanh lọc không khí, xua đuổi tà khí và giúp cho ngôi nhà luôn tràn đầy năng lượng tốt lành. Thời điểm thích hợp để xông nhà là vào các ngày đầu tháng hoặc trước khi bắt đầu những công việc quan trọng, để đảm bảo mọi thứ diễn ra suôn sẻ và thuận lợi. 3. Lễ cúng hóa giải vận hạn. Đối với những ai đang gặp phải vận hạn nặng trong tháng 9 và tháng 10, việc thực hiện lễ cúng để cầu bình an, hóa giải vận hạn là điều cần thiết. Bản mệnh có thể tổ chức lễ cúng tại nhà hoặc đến chùa để làm lễ. Lễ cúng đơn giản với các lễ vật như trái cây, hương, đèn cầy và giấy tiền, vàng mã là đủ. Quan trọng nhất là lòng thành kính và sự cầu nguyện chân thành. Khi làm lễ cúng,
hãy cầu xin các vị thần linh và tổ tiên bảo vệ, giúp bạn vượt qua khó khăn và thu hút được những điều may mắn, tài lộc trong cuộc sống. Thứ ba, cô bác hãy thường xuyên làm việc thiện và giúp đỡ người khác để tạo phúc đức, hóa giải vận hạn. Một trong những cách tốt nhất để hóa giải vận hạn và thu hút phước lành là tích phúc đức thông qua việc thiện. Việc giúp đỡ người khác không chỉ mang lại niềm vui cho họ, mà còn là cách để bạn tạo ra sự tích cực trong cuộc sống của chính mình. Khi bản mệnh thực hiện những việc thiện, làm phúc, công đức, sẽ giúp chuyển hóa năng lượng xấu thành tốt, mang lại sự bình an và may mắn. 1. Tham gia các hoạt động từ thiện. Bản mệnh có thể tham gia các hoạt động từ thiện như quyên góp, giúp đỡ người nghèo, hỗ trợ những người có hoàn cảnh khó khăn. Không nhất thiết phải là những hành động lớn lao, chỉ cần những việc làm nhỏ bé nhưng xuất phát từ lòng chân thành cũng đủ để tạo ra phúc đức. Việc làm từ thiện không chỉ giúp bạn giảm bớt vận hạn, mà còn mang lại niềm vui, sự hài lòng trong tâm hồn. Khi bạn gieo hạt giống của lòng tốt, bạn sẽ gặt hái được những kết quả tốt đẹp. 2. Giúp đỡ những người xung quanh. Không nhất thiết phải tham gia các hoạt động lớn, việc giúp đỡ những người xung quanh mình cũng là một cách tích đức. Hãy luôn sẵn lòng giúp đỡ đồng nghiệp, bạn bè, hàng xóm khi họ gặp khó khăn. Điều này không chỉ giúp họ mà còn giúp bạn tạo ra môi trường sống tốt đẹp và hòa thuận hơn. Những hành động nhỏ như đưa ra lời khuyên chân thành, hỗ trợ công việc hay giúp đỡ trong những tình huống khó khăn cũng góp phần tạo nên phúc đức. Thưa quý vị, việc hóa giải vận hạn và kích hoạt tài lộc cho người tuổi Giáp Thìn trong 4 tháng cuối năm không chỉ phụ thuộc vào yếu tố phong thủy, mà còn đòi hỏi sự chân thành trong việc thực hiện các nghi lễ và việc làm thiện. Sử dụng các vật phẩm phong thủy như thạch anh vàng, tỳ hưu và dòng đá mã não sẽ giúp bảo vệ vận mệnh, kích hoạt tài lộc. Đồng thời thắp hương, xông nhà và tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện sẽ giúp bản mệnh hóa giải vận hạn và thu hút phước lành. Sau đây là những điều cần tránh trong 4 tháng cuối năm, giúp cô bác tuổi Giáp Thìn phát triển tài lộc, đổi vận giàu sang từ nay đến cuối đời. Trong 4 tháng cuối năm 2024, tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 sẽ có nhiều cơ hội tốt, nhưng đi kèm với đó là những thử thách và rủi ro tiềm ẩn. Để tránh những tác động xấu đến vận mệnh, bản mệnh cần lưu ý đến một số điều quan trọng dưới đây để đảm bảo rằng vận trình sẽ luôn ổn định và phát triển một cách thuận lợi. Thứ nhất, sai lầm trong đầu tư: không tham gia các dự án đầu tư rủi ro hoặc không rõ ràng, đặc biệt trong tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Trong những tháng cuối năm, đặc biệt là tháng 9 và tháng 10, tài lộc của người tuổi Giáp Thìn có dấu hiệu khởi sắc mạnh mẽ. Tuy nhiên, đi kèm với tài lộc tăng trưởng là những rủi ro về mặt tài chính nếu bản mệnh không cẩn thận trong việc quản lý tài sản và lựa chọn các dự án đầu tư. Tháng 9 và tháng 10 là giai đoạn mà nhiều cơ hội tài chính đến, có thể là các lời mời gọi đầu tư hấp dẫn với hứa hẹn lợi nhuận cao. Tuy nhiên, cần phải nhớ rằng không phải cơ hội nào cũng an toàn. Những dự án không rõ ràng về pháp lý hoặc có tính chất rủi ro cao có thể tiềm ẩn những rủi ro lớn cho tài sản của bạn. Nếu không kiểm tra kỹ lưỡng, bản mệnh dễ dàng rơi vào tình trạng thất thoát tài chính, thậm chí là rơi vào những tranh chấp pháp lý không đáng có. Lời khuyên cho người tuổi Giáp Thìn là không nên tham gia vào các dự án đầu tư mạo hiểm trong thời gian này, dù chúng có hứa hẹn lợi nhuận cao. Đặc biệt với những dự án mới lạ, bản mệnh cần tìm hiểu kỹ về các đối tác và cơ sở pháp lý trước khi quyết định tham gia. Thay vào đó, bạn nên tập trung vào những kế hoạch đầu tư đã có sẵn, ổn định và an toàn hơn, đặc biệt là các dự án có khả năng sinh lời bền vững. Đây là thời điểm nên thận trọng và tỉnh táo trong mọi quyết định tài chính. Thứ hai, xung đột gia đình: tránh để áp lực công việc ảnh hưởng đến tình cảm gia đình. Áp lực công việc vào những tháng cuối năm, đặc biệt là tháng 10, có thể dễ dàng khiến bản mệnh rơi vào trạng thái căng thẳng và mệt mỏi. Điều này dễ dẫn đến tình trạng mang những áp lực công việc vào gia đình, làm ảnh hưởng đến tình cảm và mối quan hệ với các thành viên trong gia đình. Khi áp lực từ bên ngoài quá lớn, bản mệnh có thể trở nên cáu gắt, khó kiềm chế cảm xúc, và điều này có thể dẫn đến những xung đột không đáng có trong gia đình. Tháng 10 là thời điểm mà tình cảm gia đình được đặc biệt chú ý. Bản mệnh cần học cách quản lý cảm xúc của mình, không để công việc và những áp lực bên ngoài ảnh hưởng đến không khí hòa thuận trong gia đình. Khi cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng, thay vì bực tức và cáu gắt với người thân, bản mệnh nên tìm cách giải tỏa cảm xúc bằng các hoạt động thể chất, thiền định hoặc các phương pháp thư giãn tinh thần,
Điều quan trọng trong giai đoạn này là bản mệnh nên duy trì sự bình tĩnh và biết cách lắng nghe, chia sẻ với các thành viên trong gia đình. Việc dành thời gian cho những cuộc trò chuyện nhẹ nhàng, thấu hiểu lẫn nhau sẽ giúp giảm bớt căng thẳng và giữ được không khí hòa thuận trong gia đình. Đồng thời, nếu có mâu thuẫn xảy ra, hãy cố gắng giữ bình tĩnh, tránh để những cuộc tranh cãi nhỏ trở thành những vấn đề lớn hơn. Điều này không chỉ giúp gia đình luôn ấm cúng, mà còn giúp bản mệnh giữ được tinh thần thoải mái hơn để đối mặt với những thử thách bên ngoài. Thứ ba, lối sống thiếu khoa học, tránh căng thẳng và thức khuya. Nên duy trì chế độ ăn uống và nghỉ ngơi hợp lý. Lối sống không khoa học là một trong những yếu tố khiến người tuổi Giáp Thìn dễ gặp các vấn đề về sức khỏe trong những tháng cuối năm. Đặc biệt, áp lực công việc trong tháng 9 và tháng 10 có thể khiến bản mệnh rơi vào tình trạng thiếu ngủ, thức khuya và không chú ý đến chế độ ăn uống. Những thói quen này không chỉ làm giảm hiệu suất làm việc, mà còn ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Thức khuya thường xuyên sẽ làm suy yếu hệ miễn dịch, gây mệt mỏi, căng thẳng và làm giảm khả năng tập trung trong công việc. Ngoài ra, việc bỏ bữa hoặc ăn uống không điều độ có thể dẫn đến các vấn đề tiêu hóa, ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể. Nếu không chú ý giữ gìn sức khỏe, bản mệnh dễ mắc phải các bệnh lý liên quan đến tim mạch, huyết áp hoặc các vấn đề về hệ tiêu hóa trong thời gian này. Lời khuyên cho người tuổi Giáp Thìn là hãy sắp xếp thời gian nghỉ ngơi hợp lý, tránh làm việc quá sức và thức khuya. Việc duy trì thói quen ngủ đúng giờ, ít nhất 7 đến 8 giờ mỗi ngày sẽ giúp bạn giữ được tinh thần tỉnh táo và năng lượng dồi dào để hoàn thành tốt công việc. Bản mệnh cũng nên chú ý đến chế độ ăn uống, bổ sung nhiều rau xanh, trái cây, tránh các thực phẩm có nhiều dầu mỡ và đường. Đặc biệt, hãy cố gắng tạo thói quen rèn luyện thể dục thường xuyên để tăng cường sức khỏe, giải tỏa căng thẳng và duy trì trạng thái tinh thần thoải mái. Bên cạnh việc chăm sóc sức khỏe thể chất, bản mệnh cũng cần chú trọng đến việc giữ gìn sức khỏe tinh thần. Việc tham gia các hoạt động thư giãn như yoga, thiền định hoặc đơn giản là dành thời gian đi dạo, hòa mình vào thiên nhiên cũng giúp bạn giải tỏa căng thẳng và lấy lại sự cân bằng trong cuộc sống. Hãy biết cách lắng nghe cơ thể và tâm hồn mình để có thể chăm sóc bản thân một cách toàn diện hơn. Trong 4 tháng cuối năm 2024, người tuổi Giáp Thìn cần tránh một số sai lầm để đảm bảo vận trình luôn ổn định và phát triển tích cực. Đặc biệt, việc tham gia vào các dự án đầu tư rủi ro, quản lý tài chính không cẩn thận có thể dẫn đến thất thoát tài sản, nên bản mệnh cần hết sức tỉnh táo trong các quyết định tài chính. Cùng với đó, việc giữ gìn hòa khí trong gia đình và chú trọng đến sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần là những yếu tố không thể bỏ qua. Khi duy trì một lối sống lành mạnh và tinh thần bình tĩnh, bản mệnh sẽ không chỉ đạt được thành công trong công việc mà còn có cuộc sống hạnh phúc và viên mãn. Thưa quý vị, ở tuổi 61, người tuổi Giáp Thìn sinh năm 1964 đã trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống. Đây là độ tuổi mà sự chín chắn, kinh nghiệm sống và sự thấu hiểu về bản thân đạt đến mức cao. Đối với nhiều người, đây là giai đoạn để nhìn lại những gì đã trải qua, rút ra bài học quý giá từ các trải nghiệm trước đó và chuẩn bị cho những năm tháng an lành, viên mãn tiếp theo. Bài học quan trọng nhất ở tuổi này là học cách vượt qua thử thách bằng sự kiên nhẫn, lạc quan và tìm kiếm hạnh phúc từ những điều giản dị trong cuộc sống hàng ngày. 1. Cuộc sống luôn có thử thách và cơ hội, nhưng sự kiên nhẫn và lạc quan sẽ giúp vượt qua mọi khó khăn. Cuộc đời không bao giờ đi theo một đường thẳng và luôn có những giai đoạn thăng trầm. Người tuổi Giáp Thìn đã từng đối mặt với nhiều thử thách lớn, từ công việc, tài chính cho đến sức khỏe và gia đình. Tuy nhiên, điều quan trọng là bản mệnh đã vượt qua tất cả những khó khăn đó để tiếp tục bước đi trên con đường đời. Ở tuổi 61, sự kiên nhẫn và lạc quan chính là chìa khóa giúp bạn đối mặt với những thử thách mới. Dù lớn hay nhỏ, cuộc sống sẽ luôn mang đến những cơ hội, nhưng không phải cơ hội nào cũng dễ dàng nắm bắt. Thử thách sẽ đến dưới nhiều hình thức khác nhau, có thể là sự thay đổi trong công việc, những lo lắng về sức khỏe hoặc sự mất cân bằng trong gia đình. Điều quan trọng là bản mệnh cần duy trì tinh thần lạc quan, tin tưởng rằng mọi khó khăn đều có thể vượt qua nếu có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và niềm tin vững chắc. Sự lạc quan sẽ giúp bạn nhìn nhận các tình huống một cách tích cực hơn, tìm ra giải pháp thay vì chìm trong lo lắng và sợ hãi. Ở tuổi này, bản mệnh cũng đã hiểu rằng không phải mọi thứ đều có thể kiểm soát được, có những thử thách nằm ngoài tầm tay và điều cần thiết là phải học cách chấp nhận chúng với sự kiên nhẫn. Thay vì đối mặt với khó khăn bằng sự căng thẳng và hoảng loạn, bản mệnh nên sử dụng kinh nghiệm sống và sự bình tĩnh để tìm ra con đường giải quyết tốt nhất.
Chính sự kiên nhẫn và thái độ lạc quan sẽ giúp bạn vượt qua mọi biến cố, đồng thời cảm nhận được sự an nhiên trong cuộc sống. 2. Cân bằng giữa công việc, cuộc sống gia đình và các mối quan hệ cá nhân. Một trong những bài học quý giá mà tuổi 61 mang lại là tầm quan trọng của sự cân bằng giữa công việc, cuộc sống gia đình và các mối quan hệ cá nhân. Đến độ tuổi này, sự nghiệp có thể đã ổn định, nhưng áp lực công việc vẫn còn đó. Nhiều người vẫn tiếp tục làm việc vì đam mê, trách nhiệm hoặc để duy trì tài chính, nhưng cũng không nên bỏ quên những khía cạnh khác của cuộc sống. Cuộc sống gia đình, mối quan hệ với vợ chồng, con cái và những người thân yêu khác chính là nguồn cội của hạnh phúc và bình an. Bản mệnh cần nhận ra rằng, dù sự nghiệp có quan trọng đến đâu, gia đình và mối quan hệ cá nhân mới là nền tảng vững chắc để bạn dựa vào trong những lúc khó khăn. Đừng để công việc lấy đi quá nhiều thời gian và sức lực đến mức bỏ quên những người thân yêu. Thay vào đó, hãy dành thời gian quan tâm, chăm sóc và chia sẻ với họ. Một bữa cơm sum họp gia đình, một buổi trò chuyện thân tình hay những khoảnh khắc nhỏ bé bên nhau có giá trị tinh thần lớn hơn rất nhiều so với bất kỳ thành công nào trong sự nghiệp. Ngoài ra, bản mệnh cũng cần chú trọng duy trì mối quan hệ với bạn bè và những người xung quanh. Mối quan hệ cá nhân không chỉ là về gia đình mà còn là về bạn bè, đồng nghiệp và cộng đồng mà bạn đang sống. Hãy tạo điều kiện để duy trì các mối quan hệ này, vì chúng sẽ giúp bạn cảm thấy mình vẫn đang kết nối với cuộc sống xã hội, giúp cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. 3. Tìm kiếm niềm vui từ những điều giản dị trong cuộc sống. Ở tuổi 61, những giá trị vật chất có thể không còn quan trọng như trước. Thay vào đó, người tuổi Giáp Thìn sẽ nhận ra rằng niềm vui thực sự đến từ những điều nhỏ bé, giản dị trong cuộc sống hàng ngày. Những gì từng là mục tiêu lớn lao trong quá khứ, có thể giờ đây đã nhường chỗ cho sự đơn giản và bình yên. Hãy tập trung vào những niềm vui giản dị như thưởng thức một tách trà buổi sáng, đi dạo trong công viên, chăm sóc vườn cây hay đọc một cuốn sách yêu thích. Niềm vui cũng đến từ việc bạn cảm nhận và trân trọng những gì đang có, tận hưởng những giây phút bên gia đình, bạn bè và người thân là những khoảnh khắc quý giá. Những điều đơn giản như cùng nhau xem một bộ phim, chia sẻ bữa cơm tối hoặc lắng nghe những câu chuyện từ con cháu có thể mang lại hạnh phúc to lớn mà bạn không ngờ tới. Việc tận hưởng từng khoảnh khắc nhỏ trong cuộc sống giúp bản mệnh cảm thấy thư giãn và bình yên hơn. Ngoài ra, bản mệnh cũng nên dành thời gian chăm sóc bản thân cả về thể chất lẫn tinh thần. Sức khỏe là tài sản quý giá nhất ở độ tuổi này, vì vậy hãy chú ý đến chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên và giữ gìn sức khỏe tinh thần. Tham gia các hoạt động như yoga, thiền định hoặc đơn giản là những phút giây thư giãn, giúp bạn tìm thấy sự bình yên nội tại và nâng cao sức khỏe tổng thể. 4. Giữ vững tinh thần lạc quan. Tinh thần lạc quan không chỉ là chìa khóa để vượt qua khó khăn, mà còn giúp bản mệnh giữ được sự vui vẻ, năng lượng tích cực trong cuộc sống. Ở tuổi 61, bản mệnh đã hiểu rằng cuộc đời luôn có những thách thức, nhưng thay vì để những thử thách đó làm bạn nản lòng, hãy xem chúng là cơ hội để trưởng thành và hoàn thiện bản thân. Dù tình hình thế nào, hãy luôn nhớ rằng tinh thần lạc quan là nguồn năng lượng mạnh mẽ giúp bạn vượt qua mọi khó khăn. Tinh thần lạc quan cũng giúp bản mệnh dễ dàng nhìn nhận những vấn đề với thái độ tích cực hơn. Thay vì lo lắng, hãy đối mặt với thử thách một cách bình tĩnh và tự tin. Khi giữ được tinh thần này, bạn sẽ dễ dàng tìm thấy giải pháp cho mọi vấn đề và không bị những điều tiêu cực chi phối. Cuộc sống ở tuổi 61 là giai đoạn mà bản mệnh nên chú trọng vào việc duy trì sự bình yên trong tâm hồn và tìm kiếm niềm vui từ những điều nhỏ bé. Hãy luôn sống lạc quan, không ngừng nuôi dưỡng tinh thần tích cực và biết cách trân trọng những gì mình đang có. Bài học cuộc sống quan trọng nhất ở tuổi 61 là sự kiên nhẫn, lạc quan và khả năng cân bằng giữa công việc, gia đình và các mối quan hệ cá nhân. Niềm vui không nằm ở những điều to lớn mà đến từ những khoảnh khắc giản dị, nhỏ bé trong cuộc sống. Hãy sống hết mình, giữ tinh thần lạc quan và tìm kiếm hạnh phúc từ những điều bình dị, để tuổi 61 trở thành một chặng đường đẹp và ý nghĩa trong cuộc đời của bạn. Quý vị thân mến, chúng ta đã cùng nhau đi qua dự đoán chi tiết về tử vi 4 tháng cuối năm cho người tuổi Giáp Thìn 1964. Có thể thấy, đây là giai đoạn mà bản mệnh đón nhận nhiều cơ hội quan trọng về tài lộc và sự nghiệp. Tháng 9 và tháng 10 sẽ là thời điểm mà tài chính khởi sắc, nhiều cơ hội mới xuất hiện trong công việc, giúp bản mệnh có thể vươn lên mạnh mẽ và đạt được nhiều thành công. Tuy nhiên, đừng quên rằng bên cạnh những cơ hội cũng có những rủi ro tiềm ẩn, đòi hỏi sự tỉnh táo và cẩn trọng trong các quyết định quan trọng. Ngoài ra,
Sức khỏe và gia đạo cũng là hai yếu tố mà tuổi Giáp Thìn cần lưu ý trong giai đoạn này. Đừng để công việc quá tải làm ảnh hưởng đến tình cảm, gia đình và sức khỏe của bản thân. Hãy luôn giữ gìn lối sống lành mạnh, chăm sóc bản thân và duy trì mối quan hệ hòa thuận trong gia đình để có được một cuộc sống an vui, viên mãn. Nếu quý vị cảm thấy những thông tin trong video hôm nay hữu ích, hãy nhấn nút thích và chia sẻ video này để người thân, bạn bè của quý vị cũng có thể hiểu rõ hơn về vận mệnh của mình trong 4 tháng cuối năm 2024. Đừng quên để lại bình luận nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào hoặc mong muốn nhận thêm lời khuyên. Và hãy đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video tử vi phong thủy tiếp theo từ chúng tôi, giúp quý vị luôn chuẩn bị tốt nhất cho cuộc sống của mình. Chúc quý vị 4 tháng cuối năm nhiều may mắn, sức khỏe và tài lộc. Cảm ơn quý vị đã theo dõi và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.